Chắc 145. Vậy mà đang chống cự. Không thể tùy tiện mà thu thập nó. Bước xạ của thứ này đang tiêu hao năng lượng màng bảo vệ một cách nhanh chóng. Lần này có cần từ bỏ trước không? Sao có thể từ bỏ như vậy? Cho ta thu thập hành tinh thạch một được. Thứ này cho dù bỏ vào trong một vật phẩm cũng không áp chế được năng lượng của nó. Đây là năng lượng biến thái gì vậy? Cho dù ta đã là người thức tỉnh cấp cao giai đoạn 1 còn mở hết kỹ năng, cũng không thể hấp thu nó sao? Đáng chết, cơ thể hình như bắt đầu tan biến rồi. Gửi xui xẻo đó chẳng phải nói. Mấy hôm nay Tiểu Huy không còn mệt mỏi và buồn ngủ nữa, hình như đã thích ứng hẳn với môi trường hiện tại rồi. Nhưng cũng phải nhìn vào trong rừng ngẩn người. Rốt cuộc có đang nhìn cái gì vậy? Tiểu Huy, đừng cứ nhìn nữa. Đến đây ăn cơm đi. Cái đó chờ chút hãy nói. Mễ Hy Diệp, con phải đi tìm ba lão đại vợ trước á. Mễ cho con có đi nha. Ơi, cái gì? Tiểu Huy. Tiểu Huy. Toàn là mùi bức xạ. Không có chút đồ ăn gì cả. Ba lão đại ở trong đó mấy ngày đang làm cái gì vậy? Bây giờ ngay cả mùi bức xạ cũng càng lúc nó càng nhạt rồi. Mở bức xạ từ trong cái hố này tràn ra. Tìm thấy rồi. Ba lão đại. Ba lão đại, sao lại ngủ ở đây vậy? Mẹ Hy Diệp nấu cơm rồi, chúng ta vừa thôi. Mẹ Hy Diệp. Tiểu Hy. Con đi đâu vậy? Chị đang chuẩn bị đi tìm em. Con đi tìm ba lão đại. Anh Thần, anh Thần. Sao lại vậy? Sao lại vậy? Không phải nói không có nguy hiểm sao? Cái tên lừa gạt. Mẹ Hy Diệp đừng khóc. Ba lão đại không sao. Em nói cậu ấy không sao. Nhưng cái bộ dạng này của anh ấy, hít thở và nhịp tim đều không còn nữa. Dù sao thì cũng không có chuyện gì nữa. Ba lão đại đi ngủ, chỉ ngủ say thôi. Mày hy gì thật sự không cần lo. Con đói rồi. Lời của Tiểu Huy nghe rất là hoang đường. Nhưng hình như cô ấy có cảm giác kỳ lạ gì đó. Cũng là cô ta vẫn anh thần vừa rồi. Tôi cũng không tin anh thần mạnh mẽ vậy lại có thể dễ dàng chịu chết. Vậy bây giờ anh thần thành ra như vậy, Tiểu Huy có tâm trí đơn rồi. Mình phải hành động mới được. Phải thay hắn chăm sóc mọi người. Mẹ Hy Diệp, thì ra ba lão đại đem trực thăng đến lại cho mẹ rồi. Chúng ta là chuẩn bị bay lên trời rồi sao? Chờ công an xong chúng ta vừa. Có ba cô. Chắc chúng ta còn có thể đối phó. Lát nữa tôi đi đối phó với con đi lễ đó trước các cậu á, rồi phía sau kiến trúc thu hút sức chú ý của hai con còn lại. Trước khi tôi giết thành công, đừng có để chúng qua đi. Đội trưởng doanh địa người may mắn sống sót liệt hồ, Đổng Thiết Quân.
Được, bây giờ bắt đầu hành động. Được, nhân lúc nó không chú ý bên này chính là bây giờ. Còn chưa chỉ định vị trí, phát ra âm thanh lớn như vậy. Xin lỗi, tôi khẩn trương quá, vấp ngã rồi. Đội trưởng, tình hình bây giờ hết cách rồi, lên đi. Đội trưởng, tiêu rồi. Lần này phiền phức rồi. Đáng chết, đến đây. Chỉ cần đánh ngã một con trước. Đội trưởng, lấy lời, yểm trợ. Đồng đội, nhân lúc này chạy mau đi. Chạy, đó là phong cách của ta sao? Hơn nữa ta chạy rồi. Chưa các ngươi ở đây hay làm thức ăn sao? Tủ năng đã kích liên phát. Đội trưởng, đội trưởng này của ta lợi hại chứ, một lần giết mấy con. Mau mau đỡ ta một cái, ta hơi là suy yếu rồi. Đội trưởng phía sau. Mẹ hay diệt, con đói bụng, muốn ăn sô-cô-la. Xin lỗi Tiểu Hy, vào tới bây giờ chỉ còn là bánh mì, chờ vào thành Thiên Dương có mắt ăn có được không? Lão đại, ba thật là, sao lại không chuẩn bị thêm chút đồ ăn ngon chứ, đói quá không muốn ăn ngon. Vốn dĩ thức ăn rất nhiều, vì là Tiểu Hy em ăn nhiều quá, con kén ăn quá. Chỉ ăn điểm tâm với sô-cô-la, chẳng lẽ đây chính là điểm xấu chiều cô mà anh thần nói sao? Đội trưởng, không kiên trì được nữa phải làm sao? Mọi người qua đây. Tôi sẽ nghĩ cách cầm chân họ, các ngươi đi mau đi, biết không? Không được, sao chúng ta có thể bỏ lại cậu chứ? Đội trưởng, cậu lấy thuốc nổ làm gì? Đi mau, đây là mệnh lệnh. Sô cô la, cái gì? Đi chết đi. Tiểu Hy, em làm gì vậy? Không thể nổ, nổ sẽ mất hết đấy. Không được nổ. Đây là tứ giai sao? Hay là vô cương thi còn biết nói chuyện? Để xuống.
Đều cho ta. Tránh ra. Lần này đủ ăn rồi, đều là thứ mình thích. Tiểu Hy, em làm bừa thật đấy. Nếu đánh thần quyết nhất định nó vỗ vào mông em đó. Lão đại, ba là con sâu ngủ, ba mới không biết. Mẹ hay gì không bắn đứng con đâu đúng không? Không, không có lần sau. Đội trưởng, bây giờ chuyện này là sao? Họ là ai? Quá mạnh. Không biết, nhưng ít nhất không phải kẻ địch. Xem tình hình giải quyết với thực lực của chúng ta còn cố gắng cuốn vào trong hỗn chiến, nhất định sẽ chết. Thật, anh thật. Không hay, ba lão đại bị nhầm vào rồi. Anh thần, quýt ra, đừng làm hại ba lão đại. Đội trưởng, người đàn ông đó thảm quá, sắp tan xương nát thịt rồi. Thì họ rất mạnh nhưng không chịu nổi số lượng cương thi nhiều như vậy. Đội trưởng đây, chuyện này là sao? Không biết, hình như là... Mở ra, tỉnh rồi. Hôn mơ khó chịu quá đi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cấp hiện giờ thật. Người thức tỉnh cấp cao giai đoạn 1. Chờ đã, tôi nâng cấp rồi. Thần, người thức tỉnh cấp cao giai đoạn 1, thiên phú tự động động, cộng đầy. Cộng thêm 20 điểm thiên phú, cộng 300 điểm kỹ năng tỷ tình. Toàn bộ thuộc tính nâng lên 100%, nhận được kỹ tuyệt kỹ một món hủy diệt. Một món hủy diệt, từ ngón tay phát ra một đòn sắc bén, gây ra 1.500 sát thương. Nở mục tiêu chui chết, còn chịu 100% sát thương mỗi giây, kéo dài 10 giây, thời gian cho hồi kỹ năng 20 giờ. Năng lượng hạt tinh thạch đã kích hoạt, nhiều năng lượng siêu phàm đang chờ mở khóa, cấp càng cao mở khóa càng nhiều, tỷ lệ lợi dụng hấp thụ năng lượng tinh thạch càng cao. Anh thật, cẩn thận. Đội trưởng, có phải tôi hoa mắt rồi không? Đây, hình như chúng ta nhìn thấy nhân vật đáng sợ gì rồi. Tìm thấy người có băng ngưng chữ hoa chưa? Trưởng cửa hàng, người lúc trước cung cấp băng ngưng hoa cho người, hắn chết rồi. Cái gì? Đồ vô dụng, sao ngươi không tìm hắn sớm? Thời hạn 3 ngày sắp đến rồi. Lỡ trên thần vừa không thấy băng ngưng hoa, tất cả chúng ta đều phải chết. Ngươi gặp qua trương thần. Nói, trương thần đang ở đâu? Hả? Tỏ cho ngươi cơ hội 3 phút để trả lời. Nếu không sẽ chết. Thành viên S13 Kim Đông Tích. Khi tôi có người này mạnh quá đi, hắn là ai? Bạn của trương thần hay là kẻ địch gì? Khách, trương thần đi vừa phía tây bắc, không biết người tìm hắn có gì. Hấp nô nhảm thật đi. Các anh em, xác định vị trí, theo ta đi giết hắn, báo thù cho bộ trưởng Lạc. Ta chỉ còn chặt một tay của hắn, các linh kiện khác thuộc vào các người. Bà lão đợi người lại hỏi quá đi, bởi con thê cắn vậy mà không sao à. Không cần tính nhanh như vậy, tôi nâng cấp rồi. Cẩn thận. Cứu với, đội trưởng mau cứu tôi.
Đáng chết, tiểu tình chết rồi. Đội trưởng, chúng ta chạy đi. Gần đây không chỉ có một con cự đàn đâu. Tôi đi cắt đuôi các người, mau rời khỏi đây. Anh, hay gì? Sao em ở đây? Anh bị thương rồi. Không hay. Mau tránh ra. Lão đại bà, người xem chút đập trúng mày hay diệt rồi. Ở giờ nhất thời khoảng cách khống chế hơi rồi. Hay diệt đối rất điệu, có bị thương không? Anh thật, chúng ta không sao. Cảm ơn cậu cứu tôi và anh. Trương Thuận, lúc nãy là hắn ra tay. Không, không thể nào. Thì tụi đó lúc nãy ở bọc đồ với cự đàn, quả nhiên không nhìn lầm. Cự đàn ngay cả vũ khí hạng nặng cũng khó mà đối phó, hắn lại giết trong một chốc. Lần trước gặp hắn không mạnh như vậy. Trương Thần, lúc nãy cảm ơn cậu. Khách sáo, đội trưởng Triệu. Chẳng phải cậu ở bên còn lại tìm vật tư sao? Sao chạy chạy đến đây rồi? Nói ra hổ thẹn, tôi và đội viên á, luôn kiểm tra thế lực cái người ở nước ngoài ở gần đây, nhưng bị cự đàn bao vây, tổn thất không ít người. Đội trưởng, cậu bị thương rồi, mở vào trụ sở trị thương đi. Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành, bây giờ vừa y là tiếp tục tìm nữa. Cơ thể của anh không chịu nổi, sức khỏe là vốn được cách mạng. Trương Thần, vả lại tôi cũng muốn đến cơ địa chính đốn cùng anh. Tiểu Huy, còn lại đối nữa sao? Nếu vậy thì chúng ta mau về đi. Vậy Tiểu Huy, con đi mang theo tụi vợ na được ba lão đại thế nào? Đi vào hướng đó sao? Ta nhớ bên đó có trụ sở nước lông, người trong trụ sở luôn tìm kiếm chúng ta. Đúng lúc hôm nay cùng giải quyết. Ai vậy? Trương Thật, người này là ai vậy? Nói ra dài dòng, cô ấy tên là Tụi Vợ Na, là một nhân viên nghiên cứu. Cô ấy chuyên nghiên cứu cương thi, trên người cũng có rất là nhiều bí mật liên quan đến cương thi. Bí mật liên quan đến cương thi, cho nên trạng thái của cô ấy rất là quan trọng. Đội trưởng Triệu, trong trụ sở khác có nhân viên y tế không? Tôi muốn bảo họ xem tình trạng sức khỏe của Từ Vợ Na. Có, giờ tôi đi gọi họ đến. Tiếng gì vậy? Tiêu rồi, xảy ra chuyện rồi. Các người ở đến đây, tớ ra ngồi xem thử. Anh cẩn thận chút. Đây là trụ sở quân sự của nước Long, yếu không đến nỗi một đòn. Chuyện như thế này, ai đây? Chỗ họ có không ít đàn bà nhỉ? Vậy thủ lĩnh, chúng ta vẫn là quy tắc cũ sao? Đương nhiên,
Đàn ông giết đàn bà hiếp không được cử động. Các người là ai? Sao lại tiện tiện xông vào trụ sở? Cái tên này là một tên đẹp trai. Bốn đại gia ta ghét nhất là anh đẹp trai. Giao cho ta, xem ta không chặt hắn ở thành từng khúc. Hai người ở lại chung với ta. Những người khác chia nhau hành động. Đi tìm Trương Thần ra cho ta. Hắn nói Trương Thần. Dạ. Lỗ các người, lúc đánh đàn bà, đừng có đánh mặt. Đối thủ yếu như tôi vậy, ngược lại khó khống chế lực độ phải không? Đáng chết, lại dám bơ chúng ta, đánh cho ta. Một lũ gà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta. Các anh em, mau động thủ. Giết. Chơi chiêu này có người tôi không quan trọng. Đội trưởng, tên này dùng đội trưởng đỡ đau. Đồ ngu. Chỉ có chút bản lĩnh này của các người á, vùng vẫy thế nào cũng vô dụng. Tụ năng đả kích, không còn phải kéo dài thời gian với các người nữa. Mạnh quá. Tên này ít nhất cũng thức tỉnh trung cấp nhị giai. Không thắng nổi hắn, ở đây nữa cũng chỉ thân có thương vong. Đội trưởng, tôi không sao. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Đi mau. Không phải chứ. Để đàn bà lại chứ. Muốn đi hết sao? Có sự đồng ý của chúng tôi chưa? Anh mở không thấy vợ. Không thấy vợ. Không lẽ có nguy hiểm gì à? Nếu lo lắng như vậy, anh đi xem thử đi. Nhưng anh Thần, chúng ta còn đang chờ bác sĩ đến. Em ở đây chờ chẳng phải là được rồi sao? Với anh không còn khách sáo như vậy. Bà lo đợi, cô đi cùng ba. Chỗ này chán quá. Sao ở đâu cũng có em vậy? Anh sẽ về nhanh thôi. Em ngồi ngủ ở bên cạnh hy việc cho anh. Bà hư. Thật là tình trạng của chùa có cho bác sĩ xem không biết có tác dụng không. Sao bác sĩ đến nhanh vậy? Sao đúng lúc bỏ qua mình à? Rồi chỗ này giấu hai mỹ nữ. Hai vị là bác sĩ sao? Bác sĩ, đây là trò chơi gì sao? Cho trò chơi với vị nữ bất lực bao lâu cũng được. Chỉ cần các người nói tôi biết một chuyện. Các người quen một người tên là Trương Thần không? Hắn ta đang ở đâu? Người này á không phải bác sĩ nhưng hắn muốn tìm anh Thần. Chẳng lẽ là kẻ thù của anh Thần? Xem ra trong lòng cô biết rõ. Ngỡ ngẩn trả lời. Lúc chơi game có thể bớt chịu khổ. Sát lăng, tránh xa mẹ hy diệt của tôi ra. Sức của đàn bà này khá là lớn. Ta thích. Người buông ta ra. Anh đồ anh thích
Lâm Bồ Đề à, người bên đó chẳng phải có mùi đàn bà hương sao? Vậy thì cậu không hiểu cái tốt của lội nhóc con hột bát này, Tiểu Hy. Buông Tiểu Hy ra, cút ra ngồi, nếu không tôi nổ súng đi. Bỏ súng xuống, tôi cũng muốn đỡ cô hồn chính tôi chơi với tôi. Anh Đồn, chúng tôi ghét nhất là người khác lấy súng chỉ anh đi. Có gan cô nổ súng thử xem. Đàn bà chết tiệt có gan. Người lần trước nổ súng với tôi trên mộ đã mọc cỏ rồi. Mẹ diệt. Đừng chạy. Người đàn bà đó chắc chắn là hết cớ rồi. Giờ chẳng phải chỉ còn cô có thể chơi với bụng tay sao? Bây giờ cô cũng xuống với hắn đi. Ừ. Anh Thường. Ý. Anh Đồ, nghe nói các người tìm tôi. Khi nào? Tôi chính là Trung Thần, tiểu tử cũ á. Anh Thần, tiểu tử, cậu dám nhận lúc người ta khóc phòng bị đánh lén, lão tử lấy mạng chó của cậu. Nhận lúc người ta không phòng bị, cậu tưởng chuẩn bị vẹn toàn thì có thể lật kèo sao? Anh Thuận, cẩn thận chút, tốc độ người này rất nhanh. Yên tâm đi, Hy Diệt. Tên như vậy chẳng qua là chú hờ mà thôi. Sao có thể? Cậu sao lại mạnh như vậy? Chỉ có phúc vấn lệnh này cũng dám đến báo thù, còn hai đồng đội của tôi. Phát động tự lượng. Nhận được tinh hành năng lượng S7000 cộng 5680% thiên phú cộng thơm. Mảnh vỡ nhẫn trước vật S337. Bản đồ khoa học kỹ thuật S1. Kỹ năng hiếm thì yếu. Kỹ năng hiếm thì yếu. Con rối kỳ lạ F1. Con rối, đây là thứ gì lạ lạ vậy? Ba lão đợi. Chuyện này là sao? Anh Đồ là người thức tỉnh trung cấp nhị giai, vậy mà bị tiểu tử này giết trong thoáng chốc. Đại ca ngươi xuống địa ngục rồi. Ngươi không đi bầu bạn với hắn sao? Đừng qua đây. Dám trêu ghẹo đàn bà bên cạnh ta, các người đừng có hòng ai sống sót. Đỡ Trúng Triệu. Anh sao vậy? Đừng có dỗ tôi. Ba lão đợi. Anh ấy sao vậy? Không biết. Những bên ngồi chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Mở ngăn họ lại. Không thấy đã họ đến gần đội trưởng nữa. Một lũ rác cũng muốn ngăn cản ta. Không biết trời cao đất dày, trụ sở Long Quốc cũng chỉ có vậy. Đỡ ta giết thoải mái. Tóc biến. Đang chết. Ba lần bảy lượt ra tay với người bên cạnh ta. Các người muốn chết. Người có biết ta là ai không? Lại dám hốc hách trước mặt ta. Cho dù là thiên vương lão tử đến, Trương Thần ta cũng không sợ. Ngươi chính là Trương Thần.
Tính hai cổng trống. Trưởng thần, cuối cùng ngươi cũng bị ta bắt được rồi. Ta để ngươi xem thử sự lợi hại của sắc bà 13. Bà lão đại cẩn thận, hắn tàng hình rồi. Tàng hình con khỉ ta nhìn rất rõ. Đây, sao có thở? Sắc bà 13 lợi hại thế nào? Mau để ta xem thử. Đột chế, đừng có xem thường người khác. Ta là thủ lĩnh của sắc bà 13, sao lại đánh lỗi người như người vỡ vào mặt được chứ? Đi chết đi. Đột chế linh hồn, bọt bẫy. Không thể nào. Thật là có người thức tỉnh cấp cao, sao ta lại không có sức chống trả chứ? Người thức tỉnh cao giai là cái thá gì? Lão tử giết như thường. Trương Phật, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, hiếm có, hiền võ chi thủ. Nhưng hiền võ chi thưởng của ta rất là chắc chắn, ngươi không phá được đâu. Chỉ bằng chúng ta trao đổi đi thế nào? Chứ cần ngươi bỏ qua cho ta thì ta đem toàn bộ vật tư ở trên người cho ngươi. Thậm chí còn có thông tin bí mật của chủ. Giết ngươi, vật tư cũng là của ta. Còn vào bí mật của người dân, tự ta có thể đi tìm hiểu. Điều kiện trao đổi không thành công, ngươi nó không đồng ý, vậy thì chúng ta lưỡi rách cả chốt. Anh cũng đừng hòng sống. Đi chết đi. Một bố ô hợp cũng muốn giết ta. Nằm mơ đi. Sao có thở chứ? Hắn chưa chết. Chạy ra khi nào vậy? Tốc độ nhanh quá. Đốt cháy linh hồn. Bật ba. Đang chết. Sao hắn mạnh hơn quái vật nữa vậy? Được rồi, bây giờ đến lượt ngươi rồi. Đừng có phí sức nữa, hiện võ chi thưởng của ta không ai phá được. Ồ, phải không? Đây, sao có thở? Từ đó thu thập thành công. Chúc mừng bạn nhận được hành năng lượng S28.000, cộng 224.000, cộng thêm 80% thiên phú hạch tụ năng S20. Hiếm có thất sắc bảo đao S1. Hiếm có bản thiết cơ thất sắc bảo đao S1. Hiếm có bản thiết cơ hiền võ chi thuận S1. Bản thiết kế giáp năng lượng S1. Máy thăm dò người may mắn sống số S1. Hồ sơ số 17 tuyệt mật S1. Hạch đặc biệt tàng hình sơ cấp. Báo cáo nghiên cứu phòng thí nghiệm độ nhà T221. Tuyệt mật clip ghi lại S1. Chấp 157.